Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày nay xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Asan XL2. Xe được trang bị cấu hình Acera, đồ nguyên bản, nhập khẩu nguyên chiếc. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Nước sơn của chiếc xe màu xám ghi trông rất là sang trọng, xe rất là mới, còn em mới nhập về, chưa vệ sinh gì nhiều, mà các bác nhìn trên hình chiếc xe còn rất là đẹp, nước sơn nguyên bản. Toàn bộ phần khung thì là bằng nhôm. Khung của Gian thì nó đứng đầu thế giới về cái độ bền và chắc chắn, nên là các bác đi rất là yên tâm. Anh bấm Acera, phanh dầu Techo, đồ Gian nguyên bản. Đấy, mức giá 8,9 triệu. Bánh vành Gian PXR2 lốp này là lốp 700C. Em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe là size cho các bác từ khoảng 1m64-65 thì khoảng 74-75 đi là phù hợp. Chuyển động của chiếc xe rất là mượt mà, êm ái. Và chiếc xe đang có giá bán bên em là 8,9 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết tiền. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn chuông để có được những cái thông báo mới về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.